xin chào mọi người xin chào mọi người ok thị trường châu đã trở lại thị trường châu đã trở lại à, mình đang mình đang ăn cơm nhưng mà mình 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 cố gắng đẩy cái thông tin làm cái video để đẩy đã làm rồi mà đẩy lên youtube cho bạn nhưng mà nó vô bên cái sốt chứ không phải là lên vô cái gì vô cái chính ok thị trường châu thì trường châu đã trở lại ok nhà nước Mỹ ok Fed quyết định là bơm tiền vô bơm tiền vô để cứu vớt nhà băng chứ không nguyên cái hệ thống nó sập thì sao bơm tiền bơm tiền bơm tiền có nghĩa là làm phát sẽ đi lên làm phát sẽ đi lên nghe nó không quan tâm tới làm phát nữa rồi bây giờ nó quan tâm tới cái nhà nước á, nước Mỹ chuẩn bị sập ok cái đó là kì gớm hơn nữa bởi vì mà nó bơm tiền bơm tiền bơm tiền bơm tiền thì nó bơm tiền vô là tất cả mọi thứ đi lên ok và có nghĩa là tiền điện tử sẽ đi lên tiền điện tử ok có nghĩa là bởi vì nhà băng nó sập đổ ok con người nhỏ và lẻ và tất cả những công công ty mà có tiền nằm ở trong nhà băng thì không tin tưởng nhà băng nữa rồi và người ta sẽ rút ra và rút ra người ta phải bỏ đi đâu và người ta sẽ bỏ vô bitcoin 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 và tiền điện tử đúng không số nhiều là bỏ vô bitcoin bỏ số, rồi số nhiều là bỏ trong uh, sau đó là bỏ trong ethereum rồi sau đó những cái đồng vớ vẫn khác nhưng bitcoin 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 bởi vì vậy có một sự tăng trưởng quá mạnh quá mạnh vừa rồi ok vài tiếng vừa rồi ok và Vừa rồi mình nhắn ít nhất cũng phải là 100 cái tin nhắn ở trên cái nền tảng Twitter Icon Dan uh, Chữ D-A-N Tiên Academy ở trên Twitter ok uh, Bạn có thể tham khảo nhưng uh, để mình ăn xong Rồi mình quay lại văn phòng và mình sẽ làm Mình sẽ làm thêm một cái like nữa like live stream live stream live stream nghe live stream ok để giải thích giải thích giải thích uh, cho bạn chứ mình uh, làm video quay lên thì bạn sẽ không uh, uh, coi được trực tiếp mình sẽ làm thêm một cái live stream nữa thì cái đó có thể xảy ra lúc chín giờ ba mươi chín giờ ba mươi ngày chín giờ ba mươi hẹn bạn chín giờ ba mươi chín giờ ba mươi xin chào